Xin kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục về hàng trong những ngày hôm nay, đó là củ loa Chess 750, hàng cao cấp của bên em. Bên em thì lấy riêng một đại lý đặc biệt ở khu vực của em thôi, không phải khu vực khác. Và củ loa bên em cung cấp là củ loa Chess Neo 750. Đây là cái củ loa Chess Neo 750. Con này thì sử dụng côn dây nhôm dẹt. Dây nhôm dẹt nhé, không phải dây đồng dẹt đâu. Dây nhôm dẹt và màng của nó là màng titan viền bằng nhựa. Đấy, đây là phiên bản hàng cao cấp do bên em cung cấp. Còn các cái hàng cũng như thế này, nhưng mà bên cửa hàng khác họ cung cấp thì có thể là cái màng này nó khác. Thì tiện đây em sẽ lấy ví dụ như sau. Ví dụ hàng bên em cung cấp ấy thì nó là côn và màng như thế. Còn hàng của các đại lý khác họ cung cấp hoặc linh kiện thay thế thì là tất cả màng và viền đều là bằng titan, gọi là nhôm hay titan ấy, tùy. Đấy. Con này là côn dây đồng dẹt này, con này là côn dây nhôm dẹt này. Dây nhôm dẹt thì màu nó sẽ khác với dây đồng. Dây đồng màu nó sẽ đậm hơn, còn dây nhôm thì màu nó sẽ kiểu bệch bệch nhạt hơn tí. Nếu như các bác tinh mắt thì các bác sẽ nhìn thấy con này dây đồng dẹt, màu nó sẽ đậm. Còn con này dây đây là dây nhôm dẹt, màu nó sẽ nhạt hơn tí, nhạt hơn một tí thôi, các bác nhìn bằng mắt gần như không phát hiện được. Đấy. Thì đây là cái màng loa 750 nhá. Hai cái này thì có thể thay thế linh kiện cho nhau được, đó là chuyện bình thường. Đây, côn viền màng này đặt phát là vừa luôn. Đấy, vừa luôn. Và những cái côn linh kiện thay thế này thì bên em đang bán là 330.000 một chiếc bao ship. 330.000 một chiếc bao ship. Đấy. Trước giá nó rẻ hơn bây giờ nên cao lắm rồi. Còn côn màng như này và bán cho các bác là gần không có, chỉ có bóc loa thôi. Đấy. Hàng bên em nó như thế nhá, nên là các bác có so sánh hay hỏi thăm thì cũng tùy. Đấy. Các dòng neo 750 thì là viền của nó sẽ có một cái vành cao su như thế này, vành cao su, và con này cũng có vành cao su nên lúc tháo ra nó sẽ dính. Đấy, các bác nhìn kỹ là sẽ thấy được chưa. Đấy. Và đôi củ chép này bên em đang bán mức giá là 2.850.000, trước là có 2.700.000 thôi, nhưng bây giờ thì tận 2.850.000 rồi. Đấy, rất là cao cấp, đắt. Ốc của nó bằng inox này, hơi dính thôi, nam châm của nó từ lực rất là mạnh. Sắp tới có khi phải đầu tư cái máy đo lượng từ này, xem là lực từ của nó được bao nhiêu tesla hoặc là bao nhiêu gao. Nói chung là các cái này em rất là chịu khó lần sở tìm tòi, không giới thiệu các bác thì các bác này bảo thế này thế kia, nhưng giới thiệu các bác xong rồi là các bác này đòi hỏi nhiều hơn nữa. Đấy, hoàn toàn đây nhá, cụ này là cụ 750 neo côn 74.4. đây nó có ghi đây này, 74.5 này, 74.4. Con này 74.5 này. Côn linh kiện có nhá, côn này là 330 một chiếc bao xích, một đôi là vào 600 bao xích, chất lượng rất cao. Đấy. Linh kiện cao cấp lắm các bác ạ, không phải chuyện đùa đâu. Trước nó rẻ, bây giờ nó đắt thế không biết. Đấy, các bác thấy chưa? Nam châm neo đi nhôm, thép từ rất là dày. Những cái dòng cao cấp thì thép từ của nó sẽ dày nha, còn nhiều con nó còn dày hơn nữa. Các bác tính neo mà trọng lượng nặng thì là thép từ dày. Viền nam châm này nó dày nữa. Đó, cái dòng này thì có cả neo bi nhưng bên em không bán. Neo bi nó rẻ hơn, giá vào rẻ hơn, nhưng so sánh thì chất lượng con này nó vẫn là tốt nhất, cao cấp nhất. Đấy. Của nó là có 1 khe 2 khe 3 khe ra đầu củ nén, được chưa? Họng thoát là 1.4 inch, có đời cũng như này, nhưng mà cái họng thoát của nó là 2 inch, nó sẽ to hơn, nhưng mà thường thường này em không mua được. Nó sẽ là côn 100 mới có họng thoát là 2 inch, còn đây là côn 74.5. Ok nhá, các bác nào quan tâm đến sản phẩm của loa Chess Neo cao cấp này liên hệ. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.